Bát cái loa bát này 150W, con bự ha, con tới 75 luôn. Từ lo là chuyên nghiệp cho lo kéo luôn, âm thanh cực tốt luôn. Giờ đây mình đang test nhanh sử dụng mặt Reward EV nè. Đây mình test tiếng bát cho anh em nghe. Đây test cho anh thùng nữa nè ha, đúng hai lò của nó luôn ha, đúng hai lò của nó. Đây. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Bass test. Bass test. Bass test.